Vâng, lại với những video bên em giới thiệu các bác, bên em đã vệ sinh và chuẩn bị trả đơn các bác đã đặt hàng bên em. Đây là cái mã sản phẩm của dòng Brolio. Dòng này thì nó có mã là KSB580. Dòng này thì nó sấy một bát 30 và 4 tép nhá. Dòng này các bác có thể chơi âm ly này, chơi cục đẩy này, nó đều đưa ra được cái chất âm rất xin hay. Với dòng KSB 480 thì nó sở hữu bát 25 và 580 này thì nó được sở hữu bát 30. Bát 30 thì sở hữu 4 tép nha các bác nhé, 4 tép và bát to. Dòng này nghe ở cái không gian rộng hơn. Và những bác nào không gian là từ khoảng 20 đến 30 mét vuông thì các bác sử dụng những cặp loa này thì trong gia đình nó đưa ra chất âm mềm mượt, tiếng tép đánh rất hay. Dòng này các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke đạt được hai tiêu chí cho các bác nhé. Nghe nhạc rất hay nhé, tiếng trống, tiếng bát của nó rất mềm và tiếng tép, tiếng lời của nó rất sáng nhé, rất đẹp nhé các bác nhé. Những sản phẩm bên em vệ sinh sạch sẽ, lau chùi sạch sẽ rồi. Các bác có nhu cầu mua sắm về những sản phẩm này thì các bác cứ alo cho em nhé. Và nhân tiện khi anh em đang vệ sinh thì em cũng quay cái nội tạng để các bác được chiêm ngưỡng về cái nội tạng của sản phẩm Brolio KSB 580 này. Đấy, nó được sở hữu là 4 tép nhé, 4 tép này. Cái dòng 480 thì bát 25 thì nó chỉ sở hữu 2 tép thôi. Dòng này nó được lên đến 4 tép. Phần tần, các bác nhìn phần tần rất gấu, rất chất nhé. Thùng gỗ này các bác chắc chắn vô cùng. Và dòng này, dòng Bro 580 này được bắt những cái ke góc này, ke góc 4 góc 4 thùng nhá, 4 góc nhá. Các bác treo thoải mái, không bao giờ sợ lứt há thùng nhá. Dòng này hãng thiết kế chắc chắn để cho các bác có thể treo được, bởi vì thùng nó to lặng. Đây là một chiếc bát nha các bác nhá, zin đét đẹp 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 đang kem. Gân vẫn còn nguyên bản nhé. Riêng cái dòng gân của Bro 580 này thì gân nó rất dai nhé các bác nhé. Gân này gân zin vẫn sử dụng rất tốt, nên bên em cứ để nguyên gân cho các bác. Gân này nó bền, nó dai, rất dai nhé. Đấy, dòng này đẹp không các bác? Rất đẹp, rất chất nha các bác nhé. Đẹp cực kỳ luôn. Dòng này các bác chơi âm ly 203 này, hay những chiếc cục đẩy đều đưa ra chất âm tuyệt vời, rất tuyệt vời như các bác nhé. Và phía bên cạnh này thì anh em cũng đang lắp những cặp loa 850 này. Đây gọi là vệ sinh thay gân, lau chùi sạch sẽ thì lại lắp ráp hoàn chỉnh vào như ban đầu. Đấy, bên em ốc bỏ riêng ra từng khay nhé, đẹp không các bác, nhìn kể cả những cái nhựa ẩn ốp zin nhé các bác nhé, zin đét đẹp đẹp, anh em đều phải tháo ra giặt rũ cho vệ sinh sạch sẽ nhé. Đấy, làm rất quy củ anh em. Đây là những chiếc bát của BMW 850C, đẹp len kem, rất chi đẹp nha các bác nhé. Đấy, bên em đã lau chùi. Đấy, lau chùi sạch sẽ nha các bác nhé, đẹp tấn luôn, cực đẹp luôn. Và những cặp 850 này giá chỉ có hơn 3 triệu một chút thì các bác nhé, giá rất rẻ. Và với những cặp Brolio 480 580 này, bát 30 này thì bên em có giá tốt nhất cho các bác là 4.200.000, giá quá rẻ rồi các bác ạ. Nên là các bác có nhu cầu mua sắm về những sản phẩm của Brolio 480 hay 580 thì các bác cứ alo cho em nhé, qua hai số hotline 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Đấy, những cái lô đẩy này, lô đẩy ao center tơ này đẹp lên càng nhé, cũng mới cập bến này. Đấy, những vang taxi hao bản nội địa rất rất nhiều nhé. Và những chiếc lọc bãi này, những chiếc lọc bãi này, các bác có nhu cầu mua sắm nhé thì các bác cứ alo cho em nhé. Những chiếc lọc bãi này rất rẻ nha các bác nhé, bên em nhập số lượng nên là giá nó rất rất rẻ.
Những chiếc lọc kia bên em chỉ có giá vào 1 triệu 500 nghìn nhé. Giá cực rẻ cho các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua sắm thì các bác cứ alo cho em nhé. Đấy, những cái dòng đẩy này bên em chưa có cả thời gian để vệ sinh. Đấy, những chiếc lọc kia nó rất đẹp rồi. Nhập về nó cũng đã đẹp rồi. Nên là các bác có nhu cầu mua sắm thì các bác cứ alo cho em. Bên em sẽ test và sẽ thử gửi hàng cho các bác luôn nhé. Rất chất nha các bác nhé. Và giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.